Rồi, đây là cái con cam các bạn đã thấy rồi chứ. Hay đâu, Juicy, 500 ngàn nè, khách hàng là thích rẻ nè. Hàng Trung Quốc đó, hàng Nam Trung Quốc đó. Đó, hàng Trung Quốc chính hãng luôn đó. Đó, các bạn đã thấy rõ rồi đó. Cài nói chung là một ngày không xong, làm lợi 150, đi bảo hành 10 lần, khách hàng chửi ham rẻ nè. Thẻ không lưu nè. Thẻ không lưu nè, bẻ mất cái râu nè, đồ Trung Quốc nè, ham rẻ đó. Bẻ luôn râu nè, đó. Cài nè, cài là iPad đây nè, cài cầm được luôn. Dung si nè, đó, nè, bỏ luôn, ham gia đĩa, các bạn, bạn nào ham gia đĩa gọi cho mình.